Nhà vua và dòng suối. Ngày xưa, có một vị vua ngày càng giàu có và quyền lực. Cùng với đó là sự kiêu ngạo của ông ta. Trên thực tế, ông ta trở nên hùng mạnh đến mức ông ta bắt đầu nghĩ mình là người thống trị không chỉ của loài người mà của cả thiên nhiên. Cành cây này sẽ dám cản đường ta. Ta muốn chặt cái cây này. Thưa đức vua, đây là cây cổ thụ lớn và già nhất trong cung điện. Vậy thì nó phải nhớ tôn trọng ta chứ. Chặt nó xuống. Người làm vừa nghĩ rằng nhà vua sẽ quên chuyện về cái cây, nhưng ông ấy không quên. Vài ngày sau, khi nhà vua đi qua con đường đó một lần nữa, ông ta rất tức giận. Ta đã yêu cầu ông chặt cái cây này xuống, sao ông dám không vâng lời ta? Lính đâu, đưa ông ta vào tù và chặt cái cây này xuống. Cái cây xinh đẹp của tôi, làm ơn. Cha ơi, xin hãy thả người làm vườn già đi. Ông ấy sẽ làm như cha nói. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của ta. Nếu ông không chặt cái cây xuống, ông sẽ vào tù. Cây của tôi, làm sao có thể? Đừng lo, chúng tôi sẽ không chặt nó. Chúng tôi sẽ chuyển nó ra khu vườn bên ngoài nhà ông. Cảm ơn anh. Con gái của nhà vua yêu thích cây cối, hoa lá, chim chóc và động vật. Cô bé rất phiền lòng trước thái độ của nhà vua. Ta là vua. Những bông hoa này đến nhìn vào ta. Nhổ bỏ chúng đi. Đưa chúng ra phía sau cung điện đi. Cha không bao giờ đến đó. Sao những con chim này dám làm phiền ta? Kéo tổ chúng xuống. Đặt chúng ở cái cây bên ngoài phòng ta, chúng sẽ an toàn ở đó. Nhưng một ngày nọ, một chuyện đã xảy ra mà ngay cả công chúa cũng không thể sửa chữa được. Nhà vua đang đi dạo trong khu vườn của cung điện và đến một con suối nhỏ chảy ở đó. Cẩn thận thưa ngài. Thưa đức vua, ngài vẫn ổn chứ? Dòng suối đó, ta muốn loại bỏ nó ngay lập tức. Thưa đức vua, tát hết nước đi trước mặt ta ngay. Tất cả những người hầu của nhà vua đều được lệnh thực hiện nhiệm vụ. Hết thùng này đến thùng khác, hết xe này đến xe khác, họ cố gắng múc cạn dòng suối nhưng lại không được. Nó vui vẻ chảy với nhiều nước y như trước. Hãy chặn nó bằng đá. Họ đã cố gắng chặn nó bằng đá, nhưng nước đã tìm được cách luồn qua những rãnh nhỏ giữa những hòn đá và cứ tiếp tục chảy. Nên cuối cùng, nhà vua tức giận đã ra lệnh: lấp đầy con suối bằng đất và bùn để nó không chảy được nữa và phải khô cạn. Nên cuối cùng, sau khi đã đổ đủ đất và bùn vào dòng suối, nó dường như khô cạn và không còn trên đời nữa. Công chúa rất đau buồn. Cha không có quyền làm như vậy với người dòng suối đáng yêu của ta. Lần này cha đã đi quá xa rồi. Mà ngựa của ta ra. Được thưa công chúa. Công chúa cưỡi ngựa đi vào rừng, đến nhà của người phụ nữ xám thông thái, người biết rất nhiều bí mật của thế giới. Lần này
cha của con đã thực sự đi quá xa. Làm sao để ngăn chặn ông ấy? Làm sao để lấy lại dòng suối? Ông ấy sẽ không nghe ai hết. Tôi biết một vài sinh vật mà ông ấy có thể nghe theo. Hãy ở đó tại buổi tiệc triều vào ngày mai, và tôi sẽ cử một số người bạn của mình đến gặp nhà vua. Cảm ơn bà. Đúng như lời người phụ nữ thông thái đã hứa, tại buổi tiệc triều vào ngày hôm sau, đột nhiên xuất hiện. Thay mặt cho tất cả những thứ ngài nhìn thấy trên bầu trời, chào buổi sáng thưa đức vua. Thay mặt cho tất cả những thứ có mặt trên trái đất và bầu trời, chào buổi sáng thưa đức vua. Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ai như ngươi. Tôi là yêu tinh sống trên những đám mây trên bầu trời, và tôi cũng đi dã ngoại trên cầu vồng mà ngài đã chiêm ngưỡng ngày hôm qua. Ngươi đã ở trên cầu vồng hả? Còn ngươi là ai? Tôi là yêu tinh sống trong những giọt nước mà con suối chảy ra biển để tạo thành mây và trở lại dưới dạng nước mưa. Được rồi, ngươi muốn gì ở ta? Những đám mây đang trở nên nhỏ hơn vì dòng suối không còn gửi cho chúng tôi giọt nước nữa. Và tôi và các bạn của tôi trở nên vô gia cư vì không có giọt nước nào để chúng tôi ở. Chúng tôi cần đem dòng suối trở lại. Đi đi, ta sẽ không đem dòng suối trở lại đâu. Vậy ngài sẽ thất bại trong nghĩa vụ đối với chúng tôi. Rốt cuộc nếu ngài nghĩ ngài cai trị thiên nhiên thì ngài cũng phải bảo vệ nó chứ. Biến đi. Công chúa rất buồn vì sự bướng bỉnh của cha mình, và cô đã quay lại chỗ người phụ nữ thông thái. Đừng lo lắng công chúa thân yêu, ngày mai tôi sẽ gửi thêm một vài sinh vật nữa tới nói chuyện với nhà vua. Như đã hứa, sáng hôm sau, thêm hai thực thể phép thuật xuất hiện trước mặt nhà vua. Cái quái gì vậy? Thưa đức vua, tôi sống trong những viên đá xung quanh con suối. Con suối? Hả? Lại nữa hả? Thưa ngài, con suối sẽ đánh bóng những viên đá một cách kỹ lưỡng khi nó chảy qua chúng. Nhưng bây giờ chúng trông dơ bẩn và không sáng bóng như trước nữa. Chúng tôi thật sự rất buồn. Và tôi sống ở trong đất của những rễ cây xung quanh suối. Con suối sẽ cung cấp nguồn nước liên tục cho chúng tôi để làm dịu cơn khát của chúng tôi. Bây giờ rễ của cây đã khô cứng hết, và tôi sợ những cái cây sẽ khô héo nếu không có nước suối. Các ngươi không có tư cách tra hỏi về quyết định của ta. Biến đi. Công chúa đã nài nỉ người phụ nữ thông thái trong rừng thử một lần nữa, và lần này bà ấy đã gửi đến những sinh vật xinh đẹp nhất. Cái quái gì vậy? Tôi sống trong những bông hoa xung quanh khu vườn mà ngài rất yêu thích. Không có nước từ dòng suối, những bông hoa xung quanh nó sẽ chết. Và những bông hoa ở phần còn lại của khu vườn chỉ biết đau buồn trước sự tàn ác của ngài. Sao ngươi dám nói ta tàn ác? Giết hại những sinh vật vô tội là tàn ác thưa đức vua. Tôi sống trên bãi cỏ xung quanh con suối, nơi mà ngài từng rất thích đi dạo ở đó. Và tôi có thể nói với ngài, cỏ sẽ không sống nổi. Biến đi, đi chỗ khác. Công chúa đã rơi nước mắt vì cô thấy rằng không có cách nào để khiến cha cô nhận ra sự tàn phá mà ông đã gây ra cho khu vườn, cho chính mẹ thiên nhiên. Người phụ nữ thông thái đảm bảo với công chúa rằng bà ấy sẽ cố gắng lần cuối cùng. Ngươi là ai? Kính chào đức vua, hoàng hậu đức vua. Cuối cùng tôi cũng có một ngôi nhà. Ý ngươi là sao? Tôi là yêu tinh sống trong sự tàn phá và hủy diệt của tất cả những thứ đẹp đẽ. Không ai trên thế giới này muốn có
tôi và tôi không có nhà. Nhưng bây giờ ngài đã loại bỏ dòng suối, cây cối, hoa lá và cỏ đều sẽ chết. Tôi có thể làm một ngôi nhà cho chính mình trong khu vườn của ngài. Vương quốc của ngài sẽ không còn xinh đẹp nữa. Cảm ơn thưa đức vua. Không, không, ta không thể để ngươi ở lại đây. Nhưng ngài thấy đó, hoặc là con suối hoặc là tôi. Và vì ngài sẽ không đem con suối trở lại, tôi sẽ ở lại đây. Ta đang đưa dòng suối trở lại. Còn yêu, hãy hỏi người phụ nữ thông thái trong rừng làm sao để lấy lại dòng suối, hỏi đi. Công chúa vui mừng khôn xiết. Cô ấy đến gặp người phụ nữ thông thái trong rừng nhanh nhất có thể và hỏi bà ấy: chỉ cần nói với cha của con đi bộ dọc theo bức tường trong vườn, ông ấy sẽ biết. Vậy là công chúa đưa cha mình đi dạo dọc theo bức tường của khu vườn. Và những con bướm, ta nghĩ chúng đã biến mất với con suối rồi. Thuyền của mình, nó đang ra khơi, nó đang trôi nè. Nhà vua thấy rằng khi ông chặn con suối, nước trong suối chỉ đơn giản tìm một lối khác để chảy, và nó tạo ra một con kênh mới cho chính nó, một con kênh chảy ra khỏi cung điện. Mẹ thiên nhiên luôn tìm ra cách. Nếu không phải trong khu vườn của ngài thì ở nơi khác. Đức vua, ngài không thể chế ngự thiên nhiên cho dù ngài trở nên hùng mạnh đến đâu. Nhà vua cuối cùng đã thấy rằng khi ngài chặn con suối, chỉ có khu vườn của ngài bị thiệt hại. Con suối vẫn vui vẻ như ngày nào, mang lại niềm vui và sự thích thú cho người dân của thành phố. Bỏ chặn dòng suối xinh đẹp này ngay đi. Cha ơi, cảm ơn cha. Cuối cùng cha cũng nhận ra sức mạnh thực sự nghĩa là gì. Nó giống như mẹ thiên nhiên, giống như dòng suối, mang lại niềm vui và sự thích thú cho tất cả mọi người. Cha sẽ không bao giờ là kẻ ngốc kiêu ngạo như trước đây nữa, cha xin hứa. Và đúng như vậy, nhà vua đã từ bỏ mọi sự kiêu ngạo của mình và trở thành một người cai trị cao quý như ngài nên làm.